Em đã nói là bắt taxi về đi, không chịu nghe lời. Em thấy hậu quả chưa? Nhưng mà giờ tan tầm, khó gọi xe lắm. Khó gọi chứ không phải là không gọi được. Thế còn đau chỗ nào nữa không? Em chỉ bị xây xước một tí thôi, không sao cả. Đây là lần cuối cùng đấy nhá, anh không muốn thấy cảnh này nữa đâu. Lệ, anh mua cho em đôi dép, em đi tạm vào đi. Em cảm ơn ạ. Ai đây? Đây là anh Thanh, đồng nghiệp của em. Anh ấy đưa em về. Bác sĩ có sao anh? Có vấn đề gì không anh? À, xương sát nhẹ em à. Hóa ra đây là lý do em không muốn đặt xe đấy à? Muốn đồng nghiệp đưa về thôi chứ gì? Anh nói cái gì đấy? Anh ấy chỉ tiện đường đưa em về thôi. Tiện đúng lúc quá nhỉ? Anh lạ thật. Anh không hỏi han anh ấy được một câu, sao nói lời thiếu suy nghĩ thế? Em nói anh thiếu suy nghĩ á? Trước mặt đồng nghiệp, em muốn hạ thấp anh chứ gì? Mà kể anh. Thôi, em không có ý đấy. Được rồi, là do tôi kém cỏi. Tôi không bằng đồng nghiệp của cô. À, em ra đây chỉ để mua đồ ăn cho anh thôi nhỉ? Thì em cần phải có lý do để ra gặp anh chứ, đúng không? Em dành cả tháng ra Hà Nội để gặp anh, mà mình gặp nhau được mấy lần? 3 lần thì phải. Mà anh đâu có cần em ra cơ đấy. Em cứ ở Sài Gòn làm việc đi. Khi nào nhớ em thì anh sẽ vào. Như thế là chủ động hơn. Hơn nữa đỡ mất việc của em, đúng không? Em kể cho anh rồi mà anh chẳng nhớ cái gì cả. Tôi thấy cũng tạm ổn thôi. Nhưng mà trong vòng 3 ngày chúng ta làm được thế này là cũng xuất sắc lắm rồi đó. Quá được luôn ý. Dạ sếp ơi, bên trang điểm làm tóc đều đến cả rồi ạ. Sếp xem gọi khách hàng đến đi ạ. Anh ơi, cô dâu đến chưa ạ? Cô dâu á, chắc là đã cho đường qua đó em à. Nè, ngày hôm nay em phải biến cô dâu của anh thật xinh đẹp lung linh nha chứ. Tất nhiên rồi anh. Anh gọi cô dâu đến sớm đi ạ, để còn trang điểm và làm tóc. Hôm nay mình chụp đến 3 con set lận ạ. Sao trễ vậy ta? Quý cô xinh đẹp à, tới đâu rồi hả? Mọi thứ sẵn sàng rồi đây, tới nhanh đi nha. Khang ơi, anh ấy bỏ tôi rồi. Chị nói sao?